Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày thứ hai, cũng là ngày đầu tuần. Hai vợ chồng mình cũng mới vừa đi làm về, rồi cũng chuẩn bị mấy món ăn trong gia đình. Chỉ hai vợ chồng ăn thôi, ăn cho vui. Ngày mai là ngày off của hai chồng mình nữa, cho nên tối nay mình vừa ăn vừa chơi vừa vui trong gia đình. Ok, mời cả nhà cùng ăn cơm cùng nghe. Ok. Đó, món ăn hôm nay thì cũng đơn giản thôi, cũng không có gì nhiều. Heo quay, rồi bánh hỏi. Heo quay bánh hỏi là do em gái Sandy làm tặng. Còn mì xào seafood bà xã mình làm bánh xèo. Rau sống với lại chả giò ăn trắng miệng nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn cơm cùng nghe. Ok. Cả nhà cùng ăn cơm với lại hai chồng mình nha. Lâu lắm rồi hai chồng mình cũng chưa có lên Vợ mình nấu ăn xong buồn ngủ mất tiêu rồi, ăn xong mới ngủ nghe. Ok, lâu lắm rồi giờ hai chồng mình chưa có lên mạng, chưa có lên quay phim ăn tối hai vợ chồng. Nhưng bữa nay đặc biệt hai chồng chỉ có hai vợ chồng thôi, và ăn bữa cơm cũng rất là bình thường. Chồng có chả giò với lại cả nhà lộc nghe, sống ăn nghe. Rồi mấy món ăn đơn giản Việt Nam mình thôi. Ok, mời cả nhà không ăn cơm, ăn lẹ đi ngủ. Ăn đây em. Đó, chả giò nghe, mới vừa chiên xong rất là nóng giòn luôn. Ok, em ăn cái gì? Chả giò heo quay hay là mì xào hay cái gì? Hay là bánh hỏi? Hả? Để bánh hỏi. Rồi, để em lấy cho. Rồi, để em gấp cho. Đó đi. Để gì bánh hỏi sao? Dĩa rau nó phải để qua bên kia. Ngọt. Ở dưới đây. Ngon luôn. Chả giò này cũng là này, tôm. Anh ăn mắm không? Anh có rồi. Nó phải buồn ngủ chứ. Không. À, không bị ngủ. Không, không buồn ngủ nhưng mà ngáp thôi. Tại vì chả giò ngon cả nhà. Chiều hai em làm heo quay cho anh chị nha. Còn sống. Thật ra thì hôm nay là cái ngày giỗ của bà già vợ mình. Thì hai chồng mình đó làm bữa cơm cúng mẹ, cũng tưởng nhớ mẹ thôi, không có mời ai hết. Trong gia đình hai vợ chồng nha. Bữa đó còn những chơi rồi. Tối nó đợi ra ăn xong. Ăn đi ngủ. Chả giò không? Giòn rất sợ. Dạ.
very good. Vâng, cỡ gò hả? Thầy như bánh hỏi nha. Hỏi ngon lắm cả nhà ơi. Rồi, bây giờ mình ăn mì xào. Mì xào bờ biển cả nhà. Xào bờ biển đây, đó. Mực nè. Tôm nè, cá lóc nè. Rất là ngon. Rất vui nữa. Ta sẽ vô chạy lính hết. Dạ hả? Dạ. Chạy lính Việt Nam hả? Chạy lính Việt Nam á. Đó cả sĩ hả? Cả sĩ á. Sĩ hả? Tên cỡ gì? Biết cả sĩ nào. Dạ.
có sự tự tin. Cái kè kè thôi, kè chập tẩy. Nó nhảy lên nó hốt cả không? Lính trong đó đang bí nữa. Đó thì bữa công việc của mỗi gia đình nó mỗi khác nhau. Nói chung người Việt ở Mỹ á, thì một số người họ thích ăn đồ Mỹ, một
số người thì họ thích ăn đồ Việt, và riêng gia đình mình rất rất thích ăn đồ Việt Nam, tại vì mình thích ăn đồ Mỹ, đồ Mỹ đâu có gì đâu ngon, cũng ngon chứ, nhưng mà không bằng đồ Việt Nam mình. Mà đồ Việt Nam của mình đó, đồ ăn Việt Nam mình rất là phong phú, vị mà ra vị đó rất là ngon. Với người Việt Nam mình là vậy, nhưng vợ chồng mình đó là chọn đồ Việt là món ăn chính trong gia đình, những đứa con mình cũng vậy. Ngon. Mà Mỹ cũng thích ăn chả giòn mà. Chả giòn thì có tôm nè, cua. Mà công việc đó thì cũng đơn giản cái chừng đó thôi cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi bữa ăn tối của hai chồng mình nha. Và cả nhà cùng ăn tối, nếu cả nhà thích kênh của hai chồng mình, cho hai chồng mình có like có view nha. Cảm ơn cả nhà, xin chào cả nhà nha, bye bye.